hai ba đó, nhìn rất là hấp dẫn phải không cả nhà ha. Ở đây mình nhìn thấy nè, ở trong một cái lẩu dê mà chỉ có 150.000 thôi, rất là nhiều topping đó, gọi theo cái giới trẻ bây giờ gọi là topping đó cả nhà. Thì đây chúng ta có thể thấy là nấm. Ồ cả nhà, bây giờ mới là 6:30 thôi cả nhà, mà không quán lẩu dê Sáu Tú không còn một chỗ ngồi luôn. Đó, hiện tại bây giờ còn rất là đông khách, thực khách đang đứng chờ đợi bàn nữa cả nhà. Dữ dằn thiệt chứ, quá là khách luôn. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2021. Hiện tại bây giờ là 6:20 buổi tối rồi cả nhà. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà ha về một chỗ bán lẩu dê, cũng khá là lâu năm ở Vĩnh Long rồi. Nhưng mà cái chỗ này á, nó khác với những cái chỗ mà lẩu dê kia ở Vĩnh Long. Nó có một cái chỗ ngồi khá là thoáng mát và lý tưởng luôn. Đó là chỗ lẩu dê Sáu Tú, nằm ngay chỗ là bờ kè phường 9, cũng gần công viên phường 9 đó cả nhà, đường Phạm Hùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến chỗ lẩu dê Sáu Tú này nha. Thì chúng ta cùng xem và thưởng thức cái chỗ lẩu dê này có khác với những cái chỗ lẩu dê ở chỗ khác hay không cả nhà ha. Mình đang dắt cả nhà ngay chỗ bờ kè phường 1 nối với phường 2 nè. Giờ mình sẽ qua bờ kè bên phường 2 nè. Thì đối với chỗ lẩu dê ở Vĩnh Long á, thì có hai cái chỗ lẩu dê khá là có tiếng ở đường Trần Đại Nghĩa. Nhưng mà khu vực đó thì nằm ở phường 4. Còn hôm nay mình sẽ dắt cái nhà đi lên tới khu vực ở phường 9. Ở phường 2 cũng có nữa cái nhà, mà phường 8 cũng có nữa. Thì để xem trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một cái lẩu dê nó sẽ ra sao, có gì lạ và đặc biệt hay không nha. Thì cũng nói sơ về chỗ lẩu dê Sáu Tú. Thì Sáu Tú là một cái chỗ nhà hàng, có thể là cũng khá là lâu năm ở Vĩnh Long rồi cả nhà, tại khu vực phường 9. Nhưng kể từ sau mà cái chỗ mà đường bờ kè phường 9 này á được xây dựng, thì thấy là chỗ Sáu Tú là chuyển qua bán tập trung vào một món lẩu dê. Thì mình cũng đã chạy ngang cái đường bờ kè phường 9 rất là nhiều lần. Và mỗi buổi tối thì mình thấy ở chỗ này những cái bàn mà đặt bán lẩu dê chỗ Sáu Tú á, rất là đông khách luôn. Nhưng mà mình chưa từng có dịp mà giới thiệu với cái nhà. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến đó để thưởng thức xem như thế nào nha. Hôm nay thì buổi tối, thời tiết tại thành phố Vĩnh Long khá là mát mẻ và dễ chịu. Vào một hai bữa trước thì cũng có mưa nữa cả nhà. Vào sáng ngày mai thì mình sẽ diễn ra một buổi phát gạo. Sẵn đây mình cũng sẽ thông báo cho cả nhà một cái tin buồn, đó là hoàn cảnh của gia đình bé Lan bị ung thư ở khu vực là xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, là ở bên Hòa An Bình đó cả nhà. Thì bé Lan đã mất vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì những cái bài viết về hoàn cảnh của bé ấy thì mình cũng đã là xóa đi, tại vì mình không muốn là để gia đình thấy lại cái hoàn cảnh mà thương tâm như vậy. Thật ra mình quyết định mà xóa hết tất cả. Mình cũng chia sẻ với cái nhà luôn, vào tối ngày hôm qua là mình có gặp ba bé Lan, hôm qua là chị Loan. Chị Loan là người đã dắt mình đi đến nhà của bé Lan đó cả nhà, vào mấy bữa trước á. Mình cũng đã gửi cái số tiền của chú Trung bên Canada là 2 triệu, kèm theo đó là bạn Mai Thi là 200.000 cho ba bé Lan ngày vào tối ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua là ngày 9 tháng 4 đó cả nhà. Thì ngày hôm qua là cũng là trong buổi chiều tối đó thì bé Lan cũng từ trên bệnh viện Chợ Rẫy bị trở về đó. Thì ba bé Lan qua đây là vừa
nhận cái số tiền ủng hộ mạnh thường quân để tính là tiếp tục điều trị bệnh cho bé bằng thuốc nam cũng như là thuốc bắc. Thì cái clip trao tiền mình sẽ gộp vào chung với cái clip mà phát từ thiện vào ngày mai là 11 tháng 4 nha cả nhà. Còn trong hôm nay là buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ quay lẩu dê, nhưng mà mình vẫn muốn thông báo cho cả nhà biết về cái hoàn cảnh của bé Lan là như vậy. Rồi cả nhà thấy không, bây giờ mới là 6:20 thôi mà bây giờ gần như là không còn một chỗ ngồi luôn rồi đó cả nhà. Quá trời đông khách luôn rồi. Mình xem để đâu đây, mình sẽ để bên đây thôi. Mình nghĩ là chắc chắn là chỗ lâu dê này chắc là rất là ngon đây. À, cả nhà xem số lượng xe nè, cái view rất là thoáng mát luôn mà. Nước cũng không biết là đang rộng hay là đang lớn đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lựa chọn một cái vị trí nha cả nhà ha, để cùng thưởng thức cái món lẩu dê. Món lẩu dê trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lựa bàn thôi. Không biết là còn bàn không đây. À đây, ở đây còn một cái bàn. Còn bàn không em ơi? Còn bàn không? À. Ở đâu à? Bên kia hả? Ở đây còn bàn nhỏ. À, anh ngồi đây nha. À, anh đi một mình. Rồi, cả nhà đợi tí nha. Ở đây là mình có món gì em hả? Dạ, em có lẩu dê, dê chiên, dê hấp, dê xào lăn. Lẩu dê, dê chiên, dê hấp, dê xào lăn. À, vậy thì mỗi cái lẩu dê nó giá sẽ từ bao nhiêu em? Giá 120, 150, 200. 120, 150, 200. Ok, vậy thì em cho anh một cái lẩu dê 150.000 đi. Dạ. À, ok. Anh uống nước gì thôi? Bia, nước ngọt. Bia, nước ngọt. Bên em là có rượu không hay là chỉ bia với nước ngọt thôi? Dạ, đủ rồi, bia, nước ngọt. À, có rượu luôn ha. Thôi em cho anh một chai nước ngọt đi. Nước ngọt em có Pepsi, Citin. Pepsi, Citin, máy ốp, em cho anh một chai Citin ha. Rồi, ok. À, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà ha các nguyên liệu, cái gia vị chấm chúng ta sẽ có chao ha cả nhà ha. Ngoài ra thì đây, những cái hũ gia vị như là bột ngọt nè, đường đó. Chúng ta sẽ có là mì nè cả nhà. Hột gà so, hột vịt và một dĩa đông. Rồi cả nhà ơi, đây là những cái rau ăn kèm ở trong cái lẩu dê chỗ sáu thú của chúng ta nè cả nhà. Ở đây thì mình thấy có cải xanh nè ha, rau mồng tơi nè cả nhà, rau tía tô và rau muống. Đây, vậy là chúng ta sẽ có bốn cái loại rau ăn kèm chung với cái lẩu dê ở chỗ sáu thú trong ngày hôm nay. Bây giờ cả nhà đợi chút xíu nha, để cái lẩu dê đem ra thì mình sẽ cho cả nhà xem chi tiết ở bên trong nha. Hiện tại thì bây giờ là quán đã không còn một chỗ ngồi luôn rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua giao lưu với chị chủ ha, quán lẩu dê trong ngày hôm nay. Khách đông khách luôn. Bây giờ mới là 6:30 thôi cả nhà. Rồi, chúng ta qua cùng giao lưu với chị chủ thôi. Rồi, chào bà chủ. Dạ, em thấy quán của mình bán đang rất là đông khách luôn. Em muốn có một vài câu hỏi hỏi chị, đó là không biết là mình bán lẩu dê ở đây được lâu chưa chị hả? Dạ, 2 năm mấy, gần 3 năm. 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Dạ. Cái thời gian mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ, từ 3 giờ đến 10 giờ. 3 giờ chiều là mình bán rồi. Dạ. Tới 10 giờ tối. Dạ. À, vậy là cái hiện tại bây giờ dê của mình là có những cái loại chế biến như thế nào chị? Dạ, lẩu dê. Lẩu dê. Dê chiên, dê xào lăn. Xào lăn. Dê hấp. Dê hấp. Hấp tí tô.
Dạ, hấp tí tô. Dạ. Vậy là coi như là dê là mình chiên á, chiên là bên dê nhiều. Dạ. Vậy là cái món mà theo chị là cái món dê chiên là nhiều khách hàng lựa chọn đúng không? Dạ đúng. Dạ. Hiện và tại ăn thường. Dạ. Với lẩu thường lắm. Dạ. À, vậy là coi như là cái bây giờ là đối với mỗi những cái món như vậy á thì cái giá của mình một phần nó sẽ là từ bao nhiêu chị? À, một phần chiên hấp xào lăng thì một phần 100 ngàn. Rồi. Còn lẩu thì 120, 150, 200. À, okay. Dạ. Theo chị thì 120 là bao nhiêu ngàn? 120 thì thường thường là 2-3 người. À, còn 150 thì 4 người ăn được không? À, cũng được. Cũng được nữa đúng không? Còn 200 là từ 6 người hay là sao? À, thì 200 là cả 5-6 người. À, 5-6 người. Ồ, chị chủ đang tính bill rất là căng thẳng luôn hả? Mà bây giờ mình lại hơi làm phiền chị ấy tí nữa. Rồi thì cảm ơn chị rất là nhiều. Thì bây giờ em cũng có thể là hiểu được. Tại vì thật ra thì em cũng ở gần. 150 đứa anh này. Đó. Đi thẳng vô phía bên tay trái em. À. Tại vì thật ra thì em cũng gần nhà chị thôi. À. Mà em cũng đi ngang cái khu vực này cũng rất là nhiều lần. Chị thấy cũng rất là đông khách. Đó. Thành ra là em cũng muốn là chia sẻ cái chỗ của chị cho những khán giả trong và ngoài nước được biết tới. Chị có thể cho em biết là chị tên gì không ạ? À, chị tên Thi. Chị Thi. À, dạ rồi. Thì sau đây là em sẽ đợi thưởng thức cái món lẩu dê của chị Thi. Rồi, ra dùng thử đi. Dạ rồi, cảm ơn chị Thi rất là nhiều nha. Rồi. Về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rồi. Dạ, em chào chị. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cái nhà xem thấy không? Ừ. Xe 16 chỗ nè, xe 4 chỗ nè. Chưa kể là những cái thực khách là mua mang đi nữa. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha cả nhà, để cùng thưởng thức cái món lẩu dê rất là đông khách ở tại thành phố Vĩnh Long trong ngày buổi tối ngày hôm nay 10 tháng 4 năm 2021. Ồ cả nhà, bây giờ mới là 6:30 thôi cả nhà mà không, quán lẩu dê Sáu Tú không còn một chỗ ngồi luôn. Đó, hiện tại bây giờ cũng còn rất là đông khách, thực khách đang đứng chờ đợi bàn đó cả nhà. Dữ dằn thiệt chứ, quá là khách luôn. Rồi cả nhà ơi, thì sau khoảng 10 phút chờ đợi thôi thì cái lẩu dê của mình đã được đem ra nè. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha cùng xem ở bên trong cái lẩu dê với giá là 150 ngàn tại lẩu dê Sáu Tú thì nó sẽ có gì bên trong nha. Đó, thì trước tiên thì chúng ta nhìn thấy là cái lửa này là cháy bằng lửa cồn nè cả nhà. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ lên tới cái phần quan trọng nhất đây. Mời cả nhà, 1, 2, 3. Đó, nhìn rất là hấp dẫn phải không cả nhà ha. Ở đây mình nhìn thấy nè, ở trong một cái lẩu dê mà chỉ có 150 ngàn thôi, rất là nhiều topping đó. Đó, gọi theo cái giới trẻ bây giờ gọi là topping đó cả nhà. Thì đây chúng ta có thể thấy là nấm rơm này cả nhà, miếng rất là to luôn. Đó, ở đây là những cái miếng đậu đậu hũ ki hay gì nè cả nhà, mấy cái này ăn cực kỳ ngon nha cả nhà ha. Rồi chúng ta có gì nữa đây, đây tàu hũ non nè, bắp nè, bắp nè cả nhà. Đó, cái này là, cái này là dê viên hay là bò viên, chắc bò viên thì đúng hơn nha, chứ dê chắc đâu ai làm dê viên cả nhà. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem còn gì nữa không nha. Đây đã thành phần quan trọng nhất đây, cái phần thịt dê nè cả nhà. Trời ơi, một miếng thịt dê chập bá lửa luôn. Ồ, khiếp luôn cả nhà. Để chúng ta xem nha. Ồ, mình để ý nha, những cái miếng thịt dê ở đây rất là to nha cả nhà. Một cái lẩu mà 150 ngàn như vậy thì mình thấy là quá nhiều thịt dê luôn nè cả nhà. Thấy chưa nè. À, đó. Thì chúng ta còn thêm cái topping gì không nha? Quá rồi cả nhà ơi, nhiều quá rồi. Cái gì đây? Xương dê hả? À, một cái cục chập bá luôn cả nhà. Này gì đây? Xương ống thì phải. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Thiệt sự là quá ngon luôn. Mình cũng có ăn những cái lẩu dê chỗ khác rồi mà mình chưa có thấy cái cục xương. Mà ở đây thì mình thấy có thêm được cái cục xương nữa cả nhà. Củ cải, củ sắn rồi ha. Dạ. Rất là nhiều đây, hấp dẫn quá.
Rồi bây giờ cái nhà đợi xíu nha, cho nó sôi lên rồi mình sẽ mời cái nhà cùng đến rất chung với mình nha. Tại này mới đem ra thôi, thật ra nó cũng chưa chín hết những cái nguyên liệu bên trong. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì cái nồi lẩu dê của mình nó đã sôi rồi nè cả nhà. Cả nhà xem lại một lần nữa nha, sau khi sôi thì nó sẽ như thế nào đây. Đây. Wow. Quá sôi rồi cả nhà ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ pha chế một cái chén nước chấm nha, để mời cả nhà cùng thưởng thức chung với mình. Chào. À chào, ở đây mình nhìn thấy cái màu nó rất là đẹp nha cả nhà. Nó có một cái màu vàng, nó tựa tựa như là phô mai vậy cả nhà ha. Đó. Nhìn nó rất là nhuyễn luôn. Thì mình để mình thử nha. Thử cái vị chao mà ở chỗ lẩu dê này chế biến như thế nào, rồi sau đó mình mới quyết định là nêm gia vị vào. Đây, mời cả nhà. Cái chao này rất là béo quá nha. Nhưng mà cái vị mặn của nó khá là cao nha. Chắc có lẽ là chúng ta phải nên là pha một tí đường vào nha cả nhà. Bột ngọt thì không cần nữa đâu. Dạ, thêm một tí đường vào. Ủa, đường đâu ta? Ở đây bột ngọt không rồi cả nhà ơi. Ủa sao có hai hũ bột ngọt? Ủa em có hũ đường không em? Có. Cho anh xin hũ đường. Đây, không rồi. Rồi, đây, đây. Dạ, có đường rồi. À, ở đây chúng ta sẽ có đường nhuyễn cả nhà ha. Rồi, chúng ta pha vào. Mình lỡ tay mình đổ hơi nhiều rồi. Nhưng mà thôi, chắc cũng không sao đâu. Đường này thì chắc chắn là nó sẽ dễ dàng tan ở trong chao cả nhà ha. Rất là mau tan luôn. Sau khi mình bỏ đường thì bây giờ cái màu sắc của nó thì nó hơi trắng trắng hơn tí rồi nè. Rồi ok, rất là vừa cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình mời cả nhà ha thưởng thức chung với mình là cái phần mà nước lẩu dê trước nha cả nhà. Cả nhà xem giùm mình nè, cái nồi nước lẩu nè, rất là hấp dẫn phải không ạ. Rồi mời cả nhà cùng thử cái vị nước chung với mình. Cái cảm nhận đầu tiên của mình cả nhà về cái nước lẩu dê này á, là nó có một cái vị là ngọt ngọt, mặn mặn, nó khá thơm cái mùi, sao mình có cảm giác nó khá có cái mùi khoai cao cả nhà. Mà không biết dưới đây có không, để đây mình xem thử nha, cho nhà xem nè. À đúng rồi, chính xác, có đây đó. Cái nhà xem ha, cái lẩu này chỉ có 150.000 thôi mà chúng ta có quá nhiều topping ở đây luôn. Nhất là thịt dê nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tới những cái thành phần nguyên liệu khác nha. Và trong cái lẩu dê này thì cho mình xem. Mời cả nhà thử chung với mình nha. Đây chắc có lẽ là bò viên nè cả nhà. Nó đã sau khi mà đã được nóng rồi, bây giờ nó đã nở to ra nè cả nhà. Rồi chúng ta chấm với chao thôi. Có còn móng quá cơ nhỉ. Cái bò viên này á, cái cảm nhận đầu tiên của mình á là nó có một cái độ dai, cái vị mặn mặn nhẹ, ngọt ngọt nhẹ, là khá là thơm ha. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta thử tới cái phần thịt dê đi cả nhà ha. À, mình sẽ lựa một cái miếng mà nó có cái phần da nha, để cho nhà cảm nhận chung với mình luôn. Đây, mình lựa miếng này đây. À, bây giờ hơi nóng nha, cái nhà đợi mình tí mới được nha.
Rồi, mời cả nhà. Khá là bất ngờ luôn đó nha. Cái phần thịt ghê ở đây á, nó rất là mềm luôn đó nha. Cái đó là cái điểm khác biệt lớn nhất luôn. Mình đã từng ăn quay giới thiệu với cả nhà về những chỗ bán lẩu dê khác á, thì mình thấy cái thịt dê ở chỗ mà lẩu dê Sáu Tú này á, nó có một cái độ mềm. Phải nói cái thịt dê mềm lắm. Ăn thì ăn rất là ngon luôn nha. Còn cái da dê á, cái độ dai nó có nhưng mà nó không có quá cứng đâu nha cả nhà. Thật sự nó rất là dễ ăn luôn á. Đó là những gì cảm nhận của mình về cái da cũng như là cái phần thịt dê cái chỗ này. Giờ mình mới hiểu vì sao mà chỗ lẩu dê này lại đông khách như vậy. Cái nhất á là nó nêm theo một cái vị của người dân miền Tây, nó lạc lạc, nó ngọt ngọt, nó không giống như những cái chỗ lẩu dê khác. Cái thứ hai nữa là cái thịt dê nó rất là mềm luôn cả nhà. Đó là cái điểm khác biệt lớn nhất. Còn cái da dê của nó cũng dai dai mà cái độ dai vừa phải, chấp nhận được. Vậy là mình đã giới thiệu xong với cả nhà ha. Chỗ lẩu dê Sáu Tú, ngay chỗ đường bờ kè Phạm Hùng, phường 9 nha. Ở đây cả nhà có thể xem nè, đang rất là đông khách luôn. Đó chỉ là mới có một bên tay trái của màn hình thôi. Cái nhà xem bên tay phải của màn hình nè. Gần như là chúng ta không còn một chỗ ngồi luôn. Chưa kể là phía sau lưng ở bên đó là cũng có những cái bàn đang rất là đông khách. Vậy thì khi nào mà cái nhà có dịp đi đến thành phố Vĩnh Long á, thì cái nhà có muốn ăn một cái chỗ bán lẩu dê mà nó theo khẩu vị của người miền Tây á, thì đây là một trong những sự lựa chọn nha. Lẩu dê Sáu Tú nằm tại đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, bán từ lúc 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.